Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Mình là Trọng Hitachi, mình đến từ kênh channel Cryptonic. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kiếm cái điểm bon nhé các bạn nhé. Cái điểm bon thì mình đây có một cái tài khoản ở Smart Layer nhé. Còn mình hướng dẫn kiếm thêm 3.500 cái điểm bon của cái Smart Layer nhé các bạn nhé. Thì như mọi người đã biết là mấy hôm nay mình có đăng trên cái kênh Telegram, Twitter ấy, thì về cách kiếm điểm boy thì khi mà bạn được 30 người đăng ký nhập mã code của bạn thì bạn được 1.100, và làm sao để có cái 3.500 bon nhá. Thì mình có 3.800 bon là mình cái nuôi nuôi mèo của mình nó cấp cao rồi thì mình được nhiều hơn nhá. Còn bình thường các bạn mà mèo cấp thấp thì chỉ được có 3.500 thôi nhá. Thì làm sao kiếm được cái điểm Deadboy này thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Ok, thì trước khi làm video thì các bạn hãy cho mình một like video, một subscribe kênh CryptoHonic của chúng mình nhé. Và ghé qua kênh X Twitter của mình là Trọng Chị Trừ Hatachi nhé các bạn nhé. Cho mình một follow, một like và viết một comment nhé. Rồi hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kiếm cái điểm Deadboy nhé. Đấy, điểm Deadboy đây. Ok, thì mình sẽ làm một cái ví khác hướng dẫn các bạn nhé. Để kiếm cái điểm Deadboy này thì các bạn cần tạo một cái NFT gọi là ở trên cái trang remix.ethereum.org nhé. Ok, thì các bạn vào đây thì các bạn sẽ chọn create a new workbase này, xong bạn chỗ vào chỗ basic này nhé. Các bạn chọn ERC721 này, xong bạn chọn mintable này, xong bạn ấn ok. Sau đó bạn chỗ vào mytoken.son này nhé, chấm son này nhé. Đấy, thì nó sẽ cho một cái bạn cái mã code, mặc định thì bạn xóa đi. Đấy, thì mình sẽ có một cái mã code ở đây mình chuẩn bị sẵn rồi đây. Thì tất cả những cái link và những cái mã code này thì mình sẽ để dưới phần mô tả video cho các bạn nhé. Xong mình paste vào đây. Đấy, ok. Xong ở chỗ này bạn sửa cái mình mong muốn nhé, chỗ này này. Đây là chỗ tên nhé. Đấy, mình sẽ sửa là trọng này, xx này, đây, trọng x này, xong bên này thế này, đây, trọng x này. Rồi sau đó bạn sẽ vào cái chỗ này nhá, solidity này nhá, vào chỗ xoay quay này nhá, xong bạn ấn vào commit mytoken.son. Ok, sau đó bạn chỗ vào điểm noi đây nhá, biểu tượng cái đồng ETH này, bạn vào điểm noi. Rồi, ở đây bạn sẽ chọn là cái đầu tiên nhá, cái chỗ mà có chữ MetaMask này này. Đấy. Ok, thì bạn sẽ cái ví của mình này thì bạn sẽ chọn chuyển qua cái ví mình mong muốn làm nhá. Đấy, thì mình sẽ chọn lại. Đấy, thì bạn sẽ chọn làm sao mà cho nó đúng ra cái địa chỉ ví mà bạn đang kết nối nhé. Và nó có hiện cái Matic ở trên ví của bạn này. Thì các bạn phải chuyển sang mạng Matic nha các bạn nhé. Và một ít Matic để làm ví. Đấy. Đây, và mình kết nối đúng rồi nhé. Xong bạn ấn đẹp noi nhé. Đấy, ấn đẹp noi thì nó sẽ xuất hiện có xác minh này, confirm này. Thì nó ở đây nó có đẹp noi này. Đấy. Và tốn một ít phí nhé. Ok, mình ấn confirm này. Rồi, thì bạn sẽ chờ một tí nhé. Thỉnh thoảng mạng nó lag thì nó sẽ mất một ít thời gian. Ok, thì ở đây nó báo là chỗ tích xanh ở đây là thành công rồi nhé các bạn nhé. Đấy. Ok, nó báo tích xanh đây thành công rồi thì ta bắt đầu ấn vào chỗ đây, chỗ mũi tên sổ xuống đây này. Đấy. Ok, sau đó mình sẽ tìm đến cái chỗ là set script nhé. Mình mũi tên sổ ra này. Đây. Ở đây thì mình sẽ giờ trích dẫn một cái nguồn cái ảnh NFT các bạn nhé. Trích dẫn một nguồn ảnh NFT thì mình sẽ paste vào đây. Thì mình sẽ lên OpenSea đó các bạn nhé. Mình sẽ lên OpenSea. OpenSea tìm một cái ảnh NFT. Ok, bạn vào một cái bộ sưu tập bất kỳ nhé.
bộ sưu tập bất kỳ nào đấy. Mình vào cái loại là định dạng ảnh đi, nó định dạng mà nó có video này. Ok, mình vào cái bộ hot nhất đây. Đây, xong mình sẽ kích vào một cái này. Xong bạn kích vào cái ảnh nhá. Xong bạn ấn vào là mở hình ảnh trong tab thể mới. Vào cái mở trong tab thể mới nhá. Đấy. Đây thì nó sẽ ra một cái đường link ảnh như này nhá. Đây. Đường link ảnh như này. Thì bạn sẽ đây, copy. Ấn copy nhá. Xong bạn sẽ copy nó ra vào nháp này. Xong bạn thêm ấy nhá, thêm trước và thêm sau. Nó đại khái như này nhá. Đại khái như này này, thêm cái ngoặc này. Thêm ngoặc này, thêm dấu phẩy phẩy này. Ngoặc kép nhá, thêm hai cái ngoặc kép này, thêm ngoặc vuông này. Xong bết cái nội dung đó ở giữa như này. Đấy. Bạn sẽ copy cái này. Copy cái này nhá. Copy. Đấy, xong bạn quay lại cái trang remix này. Bạn paste vào đây. Đấy, xong bạn sẽ ấn trang xác nhá. Và nó sẽ lại hiện cái địa chỉ ví của bạn lên và bạn xác nhận trên ví thôi. Hiện là cái book up ví MetaMask lên nhá. Bạn xác nhận trên ví này. Đấy thì bạn lại sẽ đây đang pending đây nhá. Thì bạn lại sẽ chờ một tí để cho nó transaction nó thực hiện nhá. Thì tùy thuộc vào cái độ mạng ấy, nhanh hay chậm. Đấy, thì như này nó được rồi này. Đấy, ok. Rồi, tiếp theo mình sẽ đi min một cái NFT. Thì ở đây nó đang cái hiện cái tô min mình bằng 0. Thì bây giờ mình sẽ đi min nhá. Ok, thì mình vào chỗ cái set min này này, cái thứ ba từ trên xuống nhá, vào chỗ set min này. Thì ở dòng đầu tiên là cái địa chỉ ví của bạn, xong dòng thứ hai là số lượng bạn muốn min, thì bạn sẽ cho copy cái địa chỉ ví của bạn vào đây. Đây, copy địa chỉ ví này. Bết vào đây. Xong bạn min thì chỉ cần min một là thành là được rồi nhá. Không cần min nhiều đâu. Ấn trang xác này. Xong lại xác nhận trên ví của bạn nhá. À, trả một ít phí matic đâu. Ấn copy. Rồi, thì đây hiện đây nó lại là pending ở đây nhá. Thì lại chờ một tí. Ok, thì nó báo xanh này là ok nhá. Đấy. Rồi, thì mình sẽ kiểm tra lại đây. Thì nó đã có số 1 ở đây rồi nhá các bạn nhá. Thì là min thành công rồi nhá. Rồi, thì sẽ cái này thì nó sẽ cập nhật khoảng vài tiếng nhá. Vài tiếng đấy. Nó không nên để nhanh đâu các bạn ạ. Đấy. Làm như này là thành công rồi các bạn nhá. Thì nó sẽ cập nhật khoảng vài tiếng thì nó sẽ hiện số điểm ở đây. Khoảng 3.500 đến 3.850 nhé các bạn nhé. Tùy xem cái bạn có smart card cái con mèo cấp cao không. Nếu bạn không có mèo cấp cao thì nó chỉ là 3.500 thôi. Thì đây là một cái app của mình đây, được 3.850 và mình được 7.000 cái điểm bond nhé các bạn nhé. 7.000 cái điểm ở trên smart layer rồi, 7.030 và hoàn thành 9 quest rồi. Đấy. Ok, thì mình đã hướng dẫn xong rồi nhé các bạn. Đấy. Mình đã hướng dẫn xong rồi thì bạn đợi khoảng một tiếng hay gì đấy nhá thì nó sẽ update một tiếng hoặc vài tiếng ấy thì nó không update được ngay đâu các bạn ạ. Đấy. Ok, thì mình đã hướng dẫn xong video các bước kiếm thêm 3.500 cái bond của Smart Layer nhá các bạn nhá. Đấy là cái Deadmon này. Thì các bạn nào chưa có cái tham gia cái này thì mình đã có video và hướng dẫn bài hướng dẫn rất là đầy đủ ở trên X Twitter như YouTube và kênh Telegram. Đây, trên cái kênh Twitter trên cái kênh YouTube của CryptoHonic của mình ấy, thì mình có series bài hướng dẫn đấy nhá. Đây, Sunrise Drop Smart Layer kéo xịn này. Đấy. Xong đấy là cái hai video liên quan đến cái kiếm 1.500 cái điểm Smart Boy nhá. Kiếm cái điểm Boy thì là cái tạo ví Joy ID này này thì nó có một nhiệm vụ ở trong này nhá. Ok, thì mình video đến đây kết thúc nhé. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Thì các bạn thấy video này hay và hãy cho mình một like video, một subscribe kênh CryptoHonic của chúng mình nhé.
Xin chào anh em lại, xin chào.